xin chào bạn, và hôm sau đây mình sẽ để các bạn cách tạo những cái đồ vật thật là đẹp từ giấy băng. Thank you.
chị nhỏ đi bên dưới chị vô để cho anh bạn mau đi bán. Đang loạt tới là bố mô tôi mới vừa bẩn bố con dưới đây lên cây đó hả thầy chưa ấy bố đấy tôi mua cúng đó không tôi cúng không chưa tà cho thằng ăn tôm. Người mà chưa chọn người lâu á thì chứng minh nó gọi vậy tới sáng gọi bảo hiểm gọi chỉ gọi chị năm có một bị chết nữa cái tê như cái bị nó chỉ tao đóng cửa nhà nhưng mà chính mình chính con hạ đó rồi chuyện quá chuyện về rồi đối tượng mặt như vậy đi tao tôi mượn cái kẹo vậy được không mọi người tao tôi mượn cái kẹo nóng á nóng cho đứng này lên luôn gọi cho mua bên này gọi gì luôn gọi chị Tân. Hai ngày nè. Chị, không chị 25. Bằng luôn mà. Chị cái hộp cơm chị nhưng còn được không chị? Mới lại 15 ngàn nữa. Được rồi. Mua thằng mua đứng đợi thổi nữa đứng đợi thổi nữa mãi tà đi đi qua cũng quên bụng miệng sẽ không lại những cánh chim em làm em bẻ không ra chị thì nỡ tôi đi thì nỡ đơn giản mà em bẻ không ra nữa thì nỡ đơn giản rồi thì không biết được nói chuyện được chị ơi không nhầm thả rớt chị biết rứa chưa to khổng lồ wow bố rồi thằng bán
bàn lớn lắm. Đâu có thương bàn ấy. Bàn lớn đâu có đám mấy xử bằng. Bạn dám vào lệnh công. Đó. Chứ tao nói em đây, tao đang vô đâu phùng cho bàn. Ê. Cái bàn lớn có sớm ấy, đang cùng chuyển cái chí. Mày nở nở đi, tao qua phim phim mô xong thì kêu. Mình lắm rồi đây, làm hồi chưa mày ra được một cái đơ xinh xinh. Ừ. Nãy hoang bực thân tiện rồi, cảnh bước chân. Được. Được. Ở đây mình không chơi mày chỉ đồ giúp gương như nữa. Mệt lắm. Tiếp nha. Nó bị đấu chím á, đấu chím á. Đừng làm nữa. Hiểu. Máy luôn mày sợ. Đó, đúng không? Kìa tao. Tao đang kìa tao. Tao chẳng là tao. Ê, còn đâu mà. Xin lỗi bé Lý á. Điếm quả gì nữa. Nhẹ nha. Ừ, chị ngồi đi. Chị ngồi đi. Đó, về con gái. Về con gái là mình sẽ cho nó nhẹ nha. Đó, đừng nói bởi mẹ lắm. Nhẹ cho bởi. Xong rồi. Có thì đi đặt. Em đặt hơn sẽ em trả lại ấy. Đặt đi. Cả không rồi. Rồi thì em cho mượn. Hơn sẽ đi. Giờ có cho mượn không? Thì cho mượn đi. Thì ra là em đặt 2 triệu á. Con này tìm cho đi mà. Khi mô mà chị mới gai đây đâu, chị nói em biết cái chị gần được một điểm lấy thôi. Chị thường sớm lúc. Anh á. Ok ok. Chị cứ đi lên mất gì bỏ lên tầm. Chị bỏ lên đi á. Không. Vẫn hẳn biết chị cười cái chị thịt luôn á. Miếng thì nó phải nhỏ hơn à. Kìa em chí. Chị cho em lại cái gì. Hả? Anh cô biết có xóa hết cái đáy hả? Đừng thì rất đẹp mà. Đẹp thiệt. Em cam kết em hứa em đảm bảo luôn. Đẹp điếc. Đó. Đức tâm tâu. Đặt cái máy chí. Bực đi qua đây mình thấy nóng mày. Gì? Đeo bịt cổ lên đây. Đây. Em nghĩ Không. Mày
trời ngày em tao à? Mấy mấy trời ngày em tao xong rồi đó. Đừng đi. Đẹp má. Chị thật là không biết. Không thể là cái nhỏ hơn thế này. Trơn lặng đẹp to tròn đều giống như cục đậu nành nữa. Sư phụ bảo vong của là bọn trẻ đai hết nhà nhà tuổi ba đời chưa bao giờ sẽ làm một giấy gạch chị nè. Chị biết họ bán cái gạch lớn để họ làm giấy được gì đấy. To 10 ngàn, nhỏ 2 cái 10 ngàn.
em để ở trong. Trong thì có hai chiếc kiếp nhiều lắm rồi. Sao em để trống á? Em gửi tiền sao đi không này? Em có tiền đấy này. Mày tiền nữa. Khi bạn đi làm đi thì nó là máy này. Bảy mươi sáu ngàn chứ thích rồi được. Cho em sẽ
Và sau đi đại con cái chặt để ăn cả mẹ nó con. Chị đang đang giờ cái thất bại lên là soi với nhau chị. Vâng rồi, em lại em tặng anh chồng em cho em giờ cái thất bại lên soi đây như soi đây nè, soi đây nè. Lực thật ra cũng đủ ấy. Mình đang cảm sự từ giờ tới cuối giờ mình có làm xong được cái nếu xin lỗi Long, xin lỗi hắn, không lấy mày mà thấy này. Xương sống của em dai ra lắm chị nè.
vâng, kẹp xong chưa? Kẹp xong chưa? Cô làm những cái kiểu kiểu bên kia kinh lắm kiểu kiểu ấy alo đi alo bên kia
gì vậy? Thứ sẽ con phải chủ ông họ ra gọi cho chị cho đâu nữa. Nông vui đọc gì đi. Để mà em có nói gì. Ăn ngon lắm. Program you and Sibin. Điều mà con gọi đưa mà 500 ngàn cho con 5 triệu rưỡi thôi. Nhưng dạ con không nhớ con đành gọi đâu. À, con để lại mài giam nữa. Đây, con thấy quên. Vậy đứa con gọi là gọi quên. Mà cười. Nó lên thẻ điện thoại tự gọi trường chi nữa. Có cái sản chứ mình có điện thoại nữa chị. Hãy
Em làm gì sao cho em tải video với em coi đẹp nào tệ. À quên luôn cái tạo nữa hả?
rồi giờ là cái kẻ thôi.
Đủ thằng bà ngã xe à? Xa tù là thằng bà. Hả? Muốn á? Nhìn nhìn nghỉ đắng kêu đã đá quỳ nữa. Bảy rồi, cái gì trong chỗ cái gì thôi. À quỳ tình sâu. Chưa tình tới được đi đó. Hiện tại là đội hình đang để đẹp ngon. Trời ơi, lấy 1 năm rồi à? Đủ, phòng chơi được thì ăn chơi, chơi đi biếu cái đồ rồi thì gãy. Gãy, biếu đồ đấy thì ai đánh được lại. Ê, cái chỉ có mua đôi cái chơi đâu mấy? Lấy 1 năm thì đang bày, nghe cậu chỉ là sai sai đấy. Đây con năm ra một đơn bóng chứ.
Bình ơi, thầy nói là bọn anh sẽ kiểu đi là hai đứa mình về đi sớm lắm. Ghê quá. Cũng mà. Ngon ngon ngon. Dù bà con đi đi thì uổng quá. Bín này, có thể cái lóng tục có thể nghi mí quá. Ơ, có thể biển, có thể cái ra bên lóng tục có nói cái gì mí rồi. Đúng rồi, ai xe bận mình. À, xe bận ngoài tay đúng cái nợ. Tháo có bỏ đồ vô chắc cái xe được bận gậy đúng không? Đây, dạ, đây rồi. Ủa thế mà tiếng mình thôi. Chữ xuống nhật đỏ thì cái gặp cái bóng mình chứ đang con mỏng mảnh. Thằng long tục hả? Đưa ra bên này. Đủ ghê mấy. Ghê hả? Bụ góc bụng đấy đâu không... Mà mới thấy đỏ nhưng con ra cái thiên rồi biến đấy. Tao ra to tiên rồi nhé. Từ này để tao biếu đồ quá là được. Còn đến rốn mới. Mẫu à.
mua giỏ dự đi với. Mới thăng đi chưa tới quả phé luôn không chị? Đây cơm quả phé cho mấy. Tao cho bò đám, tao cho bò đô đám vô. Mà thằng Bin cũng nhận nguyên đẳng cũng mệt nghe. Thế tôi chịu bò đô vô về thằng Bàng đẳng mệt ghê. Sao nó sau nữa là level 7 rồi. Level 8 à. À đủ, tự nhiên bạn gì đấy. Ok. Tự nhiên bạn, bạn đó là... Đưa ra bên ngoài đây. Còn không có lại đưa đưa ra bên này. Mình cũng đam mê lắm. Thầy thứ đó không có đám để đợi à, đợi áp phe bỏ đô á, đợi áp phe bỏ đô không cùng chồng nhiều được đó, trời ơi giác khái luôn đấy, giác khái à, giác khái thì đổi đi, đổi cho giác. Đây rồi. Yêu bạn con mua vậy. Từ từ nghe. Rồi hai con đi rồi.
lên con phạm để con thấy với.
Má xử liên quan gì vô biển, đúng bỏ biển vô làm chứ? Tha nhưng bỏ thiệt giáp á, nghe hợp lý. Đến nhập được cái thiệt giáp có mà. Cô giáp đã rất cô giáp luôn. Hai cái thiệt giáp đã giảm 45, sẽ có bệnh nhân 45 giảm. Này thấy luôn ra ven ba nó mới thấy được ba con một cái bò. Thế chết mẹ ơi, cho em để lại xem cái thiệt giảm nó đánh. Đánh chứ 12 cái thiệt giảm mày đánh nồi nó ba thiệt giảm. Đánh chứ nữa lại cái thiệt giảm nó đánh chứ nữa. Thank you.
Thank you.
ra đi vô mà đáp chứ. Đâu kìa, em đáp ngon quá. Hoàng là ai xé à? Đang mày quần miệng đi mà đang không rớt. Em mày thử với đó mà đang không. Rồi lại tung bay thôi. Cậu đang trong cái điếng.
trong chừng này. Màu đập minh là chưa
Tôi rác chỗ đè thì biết mày chứ kiếm cái mũi tôi rác như thế nàng quá ấy. Thank you.
Thank you.
mình sẽ gặp lại các video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.